Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái tút status bar mắt sói. Thì ở đây các bạn có thể mod theo tút góc của không biết của bạn nào nữa. Nhưng mình có tải cái tút góc về. Mình sẽ cho link ở cả hai cái tút ở phía dưới. Vì mod theo tút của mình á thì mình đã có chỉnh sửa một chút. Tại vì đây mình có mod theo cái tút góc nhưng mà thấy nó không được vừa ý. Này, lúc xoay ngang thì nó lại bị cái thân ngang này nó không qua hết đấy. Là nó thiếu ở đây còn như mình. Đây như mình đã sửa lại thì có thể xoay ngang đấy. Xoay ngang cái thân này nó cũng sẽ vẫn phun theo cái chiều ngang của máy. Mình sẽ cho cái link để tải cái tút ở phía dưới nha. Mình sẽ để ra hai hai cái luôn. Là nếu các bạn muốn mod theo như của mình ấy thì tải, vì ở trong cái này mình chỉ thêm một cái file mình sửa lại thôi. Đâu rồi ta, để đâu rồi? Đây. Đầu tiên các bạn tải cái tút này về và copy các cái file ở trong cái tút này qua. Đây, ở đây mình đã decom sẵn đấy nha. Các bạn copy qua được ra qua. Đây, sao chép. Không biết mình có làm nhanh quá không mà ở một số video có mấy bạn nói mình làm nhanh và khó ấy, chứ mình thấy làm như vậy là chậm rồi. Đây còn riêng cái mục Smiley này nhá, máy bạn nào đã đeo đất ấy, thì các bạn copy qua, còn nếu chưa đeo đất ấy, thì các bạn không không copy cái này qua và để lát vào sửa cô ra rồi mình sẽ nói luôn. Đây, nếu mấy bạn đã đeo đất thì các bạn đây, nhấn vào Smiley và copy cái này qua. Ok. Tiếp theo thì các bạn mở. À, ở đây mình nói luôn. Đây có hai file nha. Ba file nhưng mà cái file mắt sói này bỏ qua vì cái này mình chép lần đầu. Mình sửa lần đầu nhưng lần thứ hai mới đúng này. Mình xóa cái này luôn. Đây, ở đây có hai cái file này nhá. Đây. Ở cái status bar SRG này ấy, là cái tút gốc của nó. Đấy, cô ra ở đây là cái tút gốc của nó. Còn như cái mặt sói này, cái này mặt sói một này là mình đã sửa chữa, cô ra này mình đã sửa chữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm theo cái mình đã sửa chữa này nhé. Đầu tiên các bạn chọn toàn bộ này, các bạn chọn toàn bộ cái cô ra này và các bạn nhấn sao chép. Tiếp theo các bạn qua apk tút đi, mở theo đường link này, system UI này, red. Cái này bạn nào đã xem các video hướng dẫn mod status bar trước của mình thì các bạn có thể biết được rồi. Hay tìm status 3.xml. À, các bạn mở cái này ra, mở bằng Jota nha. Hoặc các bạn có cái trình sửa chữa nào hay các bạn cũng có thể sửa dùng cái trình đó để sửa chữa. Còn mình thấy như sửa bằng cái Jota cộng này là dễ sử dụng đối với mình nhất. Rồi đây các bạn đây các bạn tìm cái của gia. Rồi nói trên này cho khỏe luôn, các bạn nhấn vào sát tìm status ngặt dưới ba ngặt dưới content. Đây các bạn
bạn tìm theo cái ID này và sửa. À, ở đây có hai cái này, padding start và padding end. End là cái này có nghĩa là khoảng cách giữa hai cái lề bên trái và cái lề bên phải này. Thì, nếu các bạn muốn sát lề các bạn chỉnh lại thành 0.0 div. Đấy. Rồi. Và dán cái cô da mình vừa copy bên kia qua dán vào đây. Ở đây mình cắt xuống vài dòng để mình phân biệt cái phân biệt giữa cô da tút và cô da của máy nha. Còn các bạn không cần tắt cũng được. Rồi các bạn tìm cô da thông báo này. À, đầu tiên thì các bạn xóa cái cô da ID clock lên. Mình ví dụ như nó đang ở trên này và các bạn tìm kiếm này. Đây, các bạn tìm cái ID clock của máy ấy nha. Chứ ở bên trên cũng có cái clock nhưng mà ở trong tút rồi. Tại vì trong tút có nên mình sẽ xóa cái này đi. Xóa cái gốc của máy. Đấy. Vậy là còn trong này là của gia pin và thôi cái này để mình nói từ từ. Chưa đầu tiên thì như cái status bar này các bạn copy của gia sóng này các bạn nhấn vào open này và mở 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 cái file. Đây, mở cái file system icon này. Các bạn mở cái file này ra nhé và copy cái ở trong cái file này có ít cô da thôi nên cũng dễ tìm. Các bạn copy cái cô da này ID signal cluster này. Đây, copy nhé, copy chứ không phải là cắt đâu nhé. Và qua bên tớ tìm chữ sóng. Đây. Ở đây là cô da sóng của máy mình thì các bạn nhấn vào đây để thay thế đi. Bắt. Rồi tiếp theo là pin và rung. Pin và rung thì các bạn tìm này. ID C system icon. Đây các bạn copy cả cái cụm này à quên cái này là các bạn cắt và dán nha. Này các bạn để ý các bạn copy cả cái cụm của dây này luôn nhé. Từ từ thôi nói chung là các bạn copy hết cái phần mình bôi đen đấy. Các bạn so sánh với máy các bạn nói chung là Android 5 chấm trở lên thì hầu như cô da nó như thế này rồi. Đây, các bạn tìm chữ pin này. Đây. Này, đây là cô da pin và rung nhé. Cả báo thức đồ gì nó cũng nằm ở trong cái này hết. À. Dán. Tiếp theo là cô da thông báo. Thì ở như cái status bar mình đang mod trên của mình ấy là mình sử dụng cái mod tab nên không có icon thông báo. Còn như của các bạn thì các bạn cứ tìm đi. Tìm cái icon thông báo này. Và các bạn dán này. Như hồi nãy như làm hồi nãy ấy, là mình đã dán được ở hai cái góc này đấy nhé. Sóng và pin rồi. Còn giờ ở đây mình sẽ nói riêng về cái của da sóng này. Đây, các bạn nhấn cắt đi. Nếu như máy các bạn mà có Smally ấy, và các bạn đã copy cái file Smally qua ấy, thì các bạn có thể để cái cô da sóng này qua bên cái chỗ 11 tháng 5 1997 này. Đây là mình nói vậy. Còn như các bạn hoặc là các bạn để ở chỗ nào thì tùy các bạn thôi. Còn như các bạn chưa đeo đất ấy, chưa copy chưa đeo đất có nghĩa là không có file Smally
thì các bạn không copy được cái đó qua. Thì mình nghĩ các bạn nên dán vào chỗ âm lịch này. Đây, đối với những bạn mà máy chưa đeo đất đấy, các bạn tìm vào âm lịch này. Đây, nếu máy các bạn chưa đeo đất thì các bạn cứ dán vào đây. Dán đè vào cái này. Và nhớ là lúc đầu các bạn không nên copy qua. Đây, ví dụ như nếu như máy các bạn chưa đeo đất thì các bạn không copy cái Somali qua và các bạn dán đè lên ở đây nhé. Rồi. Còn bạn nào đã đeo đất ấy, và muốn giữ lại cái âm lịch thì các bạn cứ để vậy và các bạn dán vào 11 tháng 5 này. Rồi. Đây. Các bạn có thể dán vào đây. Nếu như mai các bạn đã đeo đất và các bạn muốn giữ lại cái âm lịch đấy. Không biết mình nói vậy các bạn có hiểu không, tại mình khó diễn đạt quá. Thì các bạn sẽ dán cái code thông báo qua đây. Có nghĩa là cái 11 tháng 5 1997 này, có nghĩa là nó sẽ thay thế bằng code thông báo. Nhưng mình nghĩ các bạn nên để vào cái chỗ, để vào cái chỗ âm lịch đi. Vì thực tế cái âm lịch nó cũng không cần thiết lắm đâu. Nếu là mình và mà máy mình đã đeo đất hoặc là chưa thì mình cũng sẽ dán vào đây. Dán vào cái chỗ âm lịch và để cái chỗ 11 tháng 5 1997 ấy. Đây. Các bạn để cái này, các bạn để ngày sinh của bạn và bên này để theo ngày dương lịch, như vậy nó sẽ đối xứng và nó sẽ thấy đẹp hơn. Thì các bạn sửa ngày sinh thì các bạn sẽ sửa vào cái đây. Cái cụm này 11 tháng 5 1997. Các bạn muốn sửa code test như thế nào các bạn sửa. Sau khi làm xong các bạn nhấn save. Save để lưu lại nha. Rồi. À, nói luôn là cái tút này là sử dụng framework 50 deep nha. Và thì ở cái màn hình khóa này đây, một số máy ấy, thì nó sẽ bị che khuất ở cái góc này. Như máy mình dùng Sony thì nó chỉ được 40 deep thôi, có nghĩa là nó sẽ bị khuất một góc. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi ấy. Là các bạn mở cái file open, mở cái file cây work status bar này. Đây cây work status bar này và cái phần width này mà sửa nó thành 0.0 deep để cho nó mất hết mấy cái icon sóng và pin nó đè lên. À, các bạn lưu lại và tiếp theo đóng cái này. Đóng cái này. Và các bạn mở lên. Open. Quay lại và tìm và luôn cái này. Ở các video thì mình cũng đã nói mình không rành tiếng Anh rồi nên đọc phát âm toàn sai. Các bạn mở cái file gmail.xml này. Đấy. Và tìm này. Nhấn Select tìm Status cái dưới 3 cái dưới này here dưới. Đây Status 3 cái dưới here cái dưới 2 cây quốc này. Như cái góc ấy của máy mình là có 40 dip mà thì ra ngoài màn hình khóa nó sẽ bị che, mình sẽ sửa lại thành 50 dip này, 50.0 deep này và lưu lại. Rồi bây giờ các bạn nói chung các bạn hãy nhớ khi sửa xong thì nhấn save để lưu lại nha. Xong các bạn quay lại applicator và nhấn recom để recom cái app recom cái system UI này. Sau khi recom xong các bạn nhấn sync. Đây nhấn sync thì mình nói luôn. Thì sau khi ra com xong thì nó ra cái file system
UI gạch dưới SRC trong APK nhé. Các bạn nhấn vào cái file đó và các bạn chọn sync này. Đây là nó sẽ ấy. Còn ở đây mình ra gom thì đợi lâu quá nên mình sẽ dừng video lại ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình nghĩ video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn mod cái status bar theo kiểu chọn style như thế này. Vì cái này nếu các bạn nhìn mình làm thì các bạn cũng sẽ biết cái cơ chế hoạt động của nó thôi. Đấy, cách chuyển đổi các status bar như vậy. Mình nghĩ như làm như vậy thì nó sẽ dễ hơn, vì mod status bar vuốt đấy, tab vuốt là cái kéo cái status bar này xuống thì nó khá khó và nó sẽ bị mất hai hai cái dip ở phía trên để mình có thể kéo status bar xuống. Đấy, nên video tiếp theo mình sẽ làm bài hướng dẫn cái cách mod tab mà chuyển ở trong system UI này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo nhé.